Làm thì cực kỳ đơn giản. Sau đây thì mời các bạn cùng thực hiện. Để làm món này thì đầu tiên mình chuẩn bị là 8 quả trứng gà. Gà đây mình mua gà ta mà loại nhỏ nè. Một 160g đường, một bịch sữa tươi, một ít nước cốt chanh hoặc tắc, 50ml nước. Đầu tiên thì mình sẽ làm caramel trước. 160g đường này mình sẽ làm caramel 80g và 80g còn lại mình sẽ bỏ vô bánh. Caramel thì mình cho là 80g đường vào, nước cốt tắc 30ml nước, còn 20ml nước để lại để lát mình bỏ vô sau. Khi caramel nó chuyển sang màu cánh ván á, thì mình lắc đều cái son cho đến khi nào nó ra màu đỏ nâu á, thì mình bỏ 20ml nước còn lại vào và mình nấu sôi thêm chút nữa thì mình nhắc xuống được rồi đó. Bây giờ mình để cho caramel nó nguội một chút á, thì mình mới bỏ vô khuôn. Nè, đem các bạn bỏ vô khuôn nè, chia đều cho 10 cái khuôn bánh. Lắc nhẹ cho caramel nó chảy đều khuôn. Caramel đã xong thì mình làm đến phần bánh. Đây mình có 8 quả trứng gà, 4 quả này nè, mình sẽ sử dụng lòng đỏ thôi. Còn 4 quả còn lại mình sẽ lấy hoàn toàn. Này, đập trứng xong á, thì mình cho 80g đường vào để mình khuấy với trứng. Mình khuấy cho đến khi nào mà đường nó tan ra hết đó là được. Và các bạn khuấy cho đều tay, đừng có đánh mạnh quá. Các bạn đánh mạnh quá nó nổi lên bột khí nhiều á thì cái bánh mình sẽ không được mịn. Để bánh được mịn và đẹp hơn á, thì mình sẽ lượt trứng qua gay. Trứng đã lượt qua gay xong thì mình chuẩn bị đến phần sữa. Sữa đây mình đem mình đun nóng lên. Mình đun đến khi nào nó ấm ấm á. Ấm như cái nước mình uống đó là được rồi đó. Đây đã có sữa ấm rồi nè. Mình sẽ cho trứng vào. Mình quậy cho đều tay. Khuấy cho đến khi nào mà trứng nó tan đều hoàn toàn trong sữa đó. Mình khuấy đến khi nào mà nó có màu vàng đều như vậy nè. Hỗn hợp
mập trứng sữa đã xong thì bây giờ mình cho vô khuôn được rồi đó các bạn. Mình cũng canh mình đổ đều cho 10 cái khuôn. Mình đổ cho hết. Hộp nào ít á thì mình sẽ cho thêm, mình đổ cho đều 10 khuôn. Nãy đây xong mình đậy nắp lại và mình đem đi hấp. Mình bỏ bánh vô nồi hấp nè. Mình bỏ hết bánh vô cái nồi hấp xong á thì mình bật lửa lên. Mình nấu cho nó sôi vừa thôi, sôi riu riu là được rồi. Vì mình nấu mà nước nó sôi mạnh quá đó thì cái bánh mình nó sẽ bị gỗ. Đây mình hấp 20 phút nè. Đây hấp được 20 phút thì mình kiểm tra cái bánh chín chưa. Đây mình lấy cây tăm á, mình xăm vô bánh. Mà mình thấy cây tăm á nó không còn dính bánh nữa đó. Thì bây giờ bánh đã chín rồi đó. Lấy bánh ra xong á, thì mình mở nắp ra để cho cái hơi nước ở trên nắp á, nó không góp lại vào bánh. Và bây giờ là mình có thể mình đem ra mình dùng thử được rồi đó các bạn. Các bạn lấy mũi dao xoay nhẹ quanh cái thành bánh và đổ ra. Cái bánh lăng này nó sẽ ăn ngon hơn khi mà ăn lạnh. Ví dụ như các bạn thích ăn đá đập nhuyễn thì các bạn bỏ vào, hoặc là cũng có thể bỏ cà phê vào tùy theo sở thích của mình. Các bạn để nguội hoàn toàn thì các bạn lấy bánh ra nó dễ và nó đẹp hơn. Ở đây bánh mình còn hơi ấm, mình lấy ra cho nên nó chưa có đẹp lắm. Mình sẽ xúc một miếng mình ăn thử nè. Rất là thơm và béo nữa. Và cái món bánh lăng của mình đã thực hiện xong rồi đó các bạn. Trong khi xem video á, các bạn thấy mình có điều gì thiếu sót á, mong các bạn hãy góp ý giúp.